Tôi nghĩ cái đá tầm 1/3 sân này thôi cho nó đỡ nặng. Trên nóng lắm. Cái đá cũng khuẩn khu vực này thôi, ok. Uno. Ui dồi. Cái đá 1/3 sân thôi, đấy chuyển đây à. May khi Andre Onana là một người châu Phi. Chẳng may. Ở đây. Đây. Cú dứt điểm của Garnacho. Ôi trời ơi. Đội ngon ăn đầu tiên trong trận đấu này đã thuộc về cao thủ Manchester United. Tình huống phát bóng rất tốt của Ronaldo. Ui, không hề có tình huống chói nắng nào ở vòng này. Tại sao? Trời ơi, Garnacho lại không thể dứt điểm chung bóng được.